Rồi, Đình Bà Búa xin mến chào toàn thể anh em cả nước nha. Thì tiếp tục công cuộc dọn kho nữa nha các bạn. Thì sạch nhà luôn nha. Thì bây giờ kho mình cũng hết máy rồi bạn. Mấy đứa bây giờ đang bắt đầu ở không chơi rồi, chơi bóng chuyền rồi kìa. Bữa giờ là nó làm tăng ca đêm luôn bạn. Nhưng mà hôm nay rảnh rồi nè. Hôm nay là mình còn bao nhiêu mình lên hết nha các bạn. Chỉ còn ít ba lô nữa thôi. Hôm nay mình lên ít lắm bạn. Thì gồm có hôm nay máy có đời nhiều lắm. Bữa anh em nào săn máy có đời mà mua cũng được, hôm nay cố gắng mua nè. Nhiều lô này có con này có đời nè bạn, cục binh nó nằm trên đây nè. Đó, thấy không? Máy có đời nhiều lắm nha. Lô này nguyên lô có đời luôn nè. G Komatsu 2K sơ nha các bạn. Nguyên lô là có đời luôn. Đó, 1 2 3 4 5 con. Đó, nguyên lô Komatsu 2K sơ có đời luôn. Lô đó lô số 2 đó bạn. Rồi thì hôm nay có một cây cũng nhiều lắm mà nòng lớn nhiều lắm nè. Xì tinh nè, S tinh 26 nòng 34 nè. Cái này là TG Kawasaki nè, TG 33 nòng 37 nè. Con này là Mitsubishi T200 bạn, con này nòng 40 luôn. Rồi con này là 211 nè, nòng 32 nè. Con này Echo 211 nhỏ bạn. Hôm nay có con whip nè. Con này là Echo 260 nha các bạn, chứ không phải 230 đâu. 260 nòng 34 chế quanh rồ hai kim luôn. Nè bạn, đó trợ lực luôn mới ghê chứ. Nativa này nòng 34 nè. Rồi con này chưa đổ xăng luôn nè bạn, nòng 34 nè, mới keng à. Đó bạn thấy không, dây giật nè, hơi dữ lắm. Nét nè, nẹt luôn á. Rồi hôm nay có mớ đầu sắt nữa nha các bạn. Này đầu sắt thì chỉ có hai con kia là mình bán cặp thôi, còn mấy con này là mình bán từng cái một nha. Các bạn cần phụ tùng con nào thì các bạn lấy con đó, giờ lấy phụ tùng nha. Rồi thì có mớ đầu Komatsu nè, nòng 38 ly nè. Đó, con này nó là 305 315 bạn à. Komatsu 315 305 nòng 38 ly nha, trợ lực luôn. Ôi giời, trợ lực luôn. Đó, cần của nó nè. Rồi có lô Maru 26 móc áo mình bán sát luôn nha. Lô này bán cái chiều 2 à, Maru 26 trợ lực mà nó móc áo rồi, bán sát luôn. Đây, hôm nay có lô VIP nè bạn, hai Echo 261 260 nè. Thường là mình bán mấy cái đời thường mình lên là 253 đúng không? Với 230 nhưng mà con này nó là 260 nha các bạn, 261. Tum rời luôn, trợ lực. Rồi tiếp. Này có này là 260 nữa nè các bạn, đó 260. Rồi lại Echo 315 nè các bạn, nòng 36 ly. Với lại 343 các bạn, 341 nòng 37 ly nha. 343 341 nè. Rồi này có Komatsu Geno 26 nè các bạn, với Ribi 26 nè, loại này mình bán chung lô luôn nha. Rồi tới đơi nữa nè. Tới đơi này là tới đơi 33 nha các bạn. Rồi Echo 240 nòng 34 các bạn. Rồi, đây 253 có đời nè các bạn. Nét nèn nẹt luôn, mới ken luôn mà, 253 có đời nha. Đó. Rồi Maru các bạn, Maru thì cái lô này có một con VIP nè bạn, con này có cái đời nè mà nòng 37 ly. Nó là Maru 303 các bạn, 30 nòng 37 ly á. Rồi trong kia là Echo 253 các bạn à, 253. Đó, rồi. Rồi bạn, thì hôm nay mình lên ít à, có mười mấy lô thôi bạn. Thì các bạn mua hàng thì nhớ gọi điện cho thư ký Bách Đào giúp mình 0344 862 079 nha. Các bạn đừng có chốt đơn bình luận bên dưới bình luận của video. Tại vì bữa hôm qua có một chú anh chốt đơn mà anh đi anh bình luận ở dưới cái video bạn, là bên thư ký nhà mình nó không chốt được nha các bạn. Tại vì nó cầm điện thoại nó nghe để nó chốt. Chứ không có thể nào mà coi bình luận dưới video biết các bạn là ai đâu mà chốt nha các bạn. Tại vì bên dưới video nhiều cái nick ảo, nick gì bên mình không có biết các bạn là ai để mà chốt đơn nha. Cho nên các bạn chốt là các bạn nhắn tin qua cho thư ký Bách Đào giúp mình nha. Số điện thoại mình để trên tiêu đề, nhắn tin qua hoặc là các bạn gọi bằng Zalo hoặc là bằng sim nha. Rồi. Hôm nay sao mệt tới ta, thở không nổi luôn bạn. Nay tự nhiên thở vô nó mệt như bị Covid sao á. Rồi. Lô số 1 nha các bạn. Thì lô này là đây, lô này thì các bạn nhìn là biết rồi nha. Con này là TG20 vú bơm Mỹ nè bạn nè. Đó, bự như vú Mỹ các bạn. Vú Việt Nam thì nhỏ không bự gì đâu. Rồi thì con này nó có cục đời nè bạn. Cục binh nó nằm đằng đây. Nè, cục binh nằm đây. Nhật nó lấy dây nhựa nó cọt luôn nè. Đó, binh đằng này. Nè, có đời nè. Đó, cục đời nó nằm đây các bạn. Cục đời con này nó là bằng hợp kim nhôm. Đẹp.
Thì lô này thì con này là đẹp nhất rồi bà. Rồi con này có đời luôn nha các bạn nè, cuộc đời nó nè. Đó, hôm nay mấy có đời nhiều lắm. Con này là Sidoa không có đời nha. Thì lô này mình bán solo sa cà luôn nha các bạn. Sắc lá cà luôn. Đây các bạn, lô này là 1.350.000, lô số 1 nha các bạn. Thì lô số 1 này cần kiếp đồ nó thẳng đó nha, đầu bò đủ nè các bạn. Đó, đầu bò đủ. Chén kẹp dao là đủ luôn nha, lô số 1 nè, chén dao là đủ hết nha các bạn. Cần thẳng luôn, không bị cong, móp gì hết nha các bạn, cần thẳng cao su đủ. Rồi lô số 1 các bạn, qua lô số 2 nha. Tiếp một lô có đời nữa nè, hôm bữa giờ anh em hỏi mấy có đời ghê lắm bạn. Mà hôm nay đúng là giờ chúng cái lô này mấy có đời quá trời luôn. Đó, tha hồ các bạn lựa chọn nha. Thì lô này là nó là Komatsu GSR nha các bạn. Đó, chơi quanh rồ nè, ngang ngang nè. Dòng này các bạn giờ thay bình xăng con Trung Quốc vô vừa luôn. Tại vì dòng Komatsu là nó xài nè, bình xăng con ngang ngang hết các bạn. Thì con này nó có cuộc đời nằm đằng đây nè. Đó, cuộc đời nó nè bạn, cũng là hộp kim nhôm luôn nè. Đó, nhiều cuộc đời nó làm bằng nhựa thì nó dễ hư lắm bạn. Nhưng mà thằng này nó làm bằng hộp kim nhôm nè. Ở trong nó chạy bằng, nó giống như xe máy á bạn. Nó có dây đời như xe máy vậy á. Nói chung anh em nào thợ xe máy nhìn cái này dễ hiểu lắm nha. Rồi thì lô này là Komatsu Hakaser nha, nòng 32 ly. Dòng này nó xài chới ngang ngang dễ làm nha các bạn. Ba lô nhưng mà nó xài chới giống như mấy cần nè. Bình xăng con giống như Trung Quốc các bạn, dễ làm. Rồi, lô này là lô số 2 này là 3 triệu tổng cộng là 5 cây nha các bạn, 5 con. 5 con nha. Thì nó đầy đủ nha các bạn, áo yếm đồ đầy đủ, không có bởi vỡ nha. Đó, áo yếm đồ đủ đồ liền lạc. Chỉ là thiếu nắp OE thì mai bên mình cho nắp OE sau. Bình xăng đồ là đủ hết luôn nha. Cần của nó thì cao su cũng cần đủ nè. Gì cao su với lại cần thẳng nha, không có bị cong nha các bạn, cần thẳng nè, không cong không móp. Đầu bò đủ nha các bạn. Đó, đầu bò là đủ hết. Rồi lô số 2 nha, 3 triệu là tổng cộng lô này là 5 cây nha các bạn, 3 triệu. Rồi bây giờ mình vô từng con một nha, cái này là nó không có số nha các bạn. Các bạn chốt là bằng giá tiền với tên máy. Tức là ví dụ như con này mình đây, con này nó là con Estin Đức nè. Giá 1.2 triệu đó, chốt bằng giá tiền với tên máy. Tức là các bạn bảo thư ký đầu là chốt cho con giá 1.2 triệu Estin giá 1.2 triệu là bên mình sẽ biết là các bạn chốt con nào luôn. Giá tiền với tên máy nha, nó không có trùng với lại con khác. Rồi thì con này nó là con Estin 26 bạn, chạy bình xăng con của nó là quanh bờ rống bạn nè. Quanh bờ rống 2 kim. Ổ giật có trợ lực các bạn. Trợ lực bự nha, chứ không phải trợ lực nhỏ. Giật thử cho các bạn nghe nha. Hơi thì ok nha các bạn. Rồi, con này là 1.2 triệu nha các bạn. Áo yếm này đẹp nè, bởi chỗ đây bởi nè. Bô thì trắng tinh bà, bô nó nè. Rồi ốc lục giác hò thị nha. Rồi thì con này Estin 1.2 triệu 26 sơ sơi, nòng 34 ly. Cần cao su nữa đây bạn, ba lô thì cao su đủ nha, cần thẳng bạn, đầu bò nó nè. Đây đầu bò đủ luôn nha, cần thẳng, đầu bò đủ, Estin. Rồi, một con của Đức. Rồi bạn tiếp một con nữa nha, con này là 1.3 triệu nha các bạn, 1.3 triệu. TG33 nha, Kawasaki TG33, nòng của nó là 37 ly nha. Nòng 37 ly. Dòng này nó có bán áo mới luôn bạn, áo bù mới với áo gió mới, nói chung dòng này nó bán đồ mới nha. Tum này là tum 330 nha các bạn, tum bự và 330. Đó, nhiều khi các bạn nhìn video các bạn nhìn anh em thợ lâu năm thì mà ông lướt sơ qua là không biết mấy gì rồi. Thôi nè. Đó. Đó, kinh không? Rồi 1.3 triệu nha. Cao su đầy đủ nè, cần thẳng nè, đầu bò đủ nha. Rồi tiếp một con nữa là Mitsubishi T200 nha. Này nó đổi L4M, tức là số sơ sơi nó bạn, số nòng nó bạn. L4 là 40, con này 40 sơ sơi, 43 vậy đó. Nòng 40 ly. Con này là T200 1.5 triệu nha các bạn, 1.5 triệu. Tum con này thì nó như con này nè các bạn, tum 330 nó như con này nè, tum như nhau nha. Đó, tum thằng này các bạn tháo bốn ốc này ra nè, là cái tum nó y chang vậy luôn nè. Đó, nó y chang TG luôn. Nè các bạn, đó bạn thấy không, tháo bốn ốc ra là tum y chang. Cho những bạn chưa biết nha, bạn nào biết rồi thì không nói. Đó, rồi thì cần của nó là cần nó chạy bằng cáp dây nha các bạn. Đây, nó có một sợi cáp nó đi từ dưới đây, nó đi qua đây. Đó, nó đi đây. Nó cong vòng nè các bạn, thấy không? Đó, cần nó vậy. Nè.
quay nhẹ nhàng này bạn, đó cần nó vậy nha. Rồi rồi bạn, con T200 đồng 40 ly, con này giá 1,5 triệu nha, 1,5 triệu Mitsu. Dòng này nó có tơi 1,70 nữa bạn, 1,70 thì nó đổi là L3 nha các bạn, nó có số 3 trên ổ giật á, còn thằng này nó là L4 mà là nòng 40 đó. 1,70. Rồi tiếp bạn, con này là 600.000 các bạn, con này là Echo 211 nha các bạn, 211 nòng 32 ly, hơi nè, nòng kiến bạn này á, hơi ok các bạn. Rồi cái gì cao su đủ nè, ống còn thẳng nè bạn, còn thẳng, đầu bò đủ nha các bạn, đầu bò chén dao đủ. Rồi rồi 600.000 nha các bạn. Tiếp bạn, một con Echo 2610 này, hai kim này, con này mà nó mà máy máy cần bạn, con này bán phải được 1,7 triệu luôn bạn, nhưng mà con này nó ba lô, con này 1,1 triệu nha. Con này nó xài chế cũng quanh bờ rống luôn bà, hai kim luôn. Quanh bờ rống hai kim này, ổ giật trợ lực nha, con này nó có trợ lực luôn. Rồi bô trắng tinh luôn nè bạn, thấy không, này rồi các bạn vệ sinh ra nó còn mới nữa bạn. Rồi con này 1,1 triệu nha các bạn. Đây giật thử cho bạn nghe tiếng thử nặng đó, đu đu, mà con này chắc đổ xăng nổ luôn, quá hơi đã lắm bạn, hơi kinh khủng lắm. Rồi thì cần của nó thì mình thấy cao su đủ nè các bạn, cao su đủ nè, ống cần thẳng nè, đầu bò đủ nha, đầu bò không có thiếu nha. Rồi một con Echo 260 1,1 triệu nha các bạn, Echo Qrit 260 1,1 triệu. Các bạn mà chốt trên Zalo thì các bạn chụp màn hình lại cho các bạn chốt nha, chụp màn hình lại. Tiếp bạn một con Nativore các bạn, con này mới keng nè, ốc của nó nè các bạn, vàng khè mới keng luôn. Con này thì 700 thôi bà, 700 thôi. Ổ giật trợ lực này 26 nha, nòng 34 ly. Đó, 26 nòng 34 nha. Ủa còn xăng luôn bà, con này còn xăng Nhật luôn. Ủa con này mà giật chắc nổ luôn bạn nè. Đù còn lọc xăng nè, xăng Nhật còn luôn bà. Nắp xăng rồi nè. Rồi con này thì mình thấy nó còn rất là liền lạc các bạn, bình xăng đồ chưa có bởi nè, áo yếm đồ liền lạc chưa bởi luôn. 700.000 thì con này, con này là cần kiết đồ là thẳng đó nha, đầu bò đủ nè đó. Rồi 700.000 các bạn, 700.000 nha. Tiếp một con nữa nè, con này nó còn liền hơn nè các bạn, nó mới ken luôn. Con này là 800.000 nha các bạn, 800.000. Con này thì nó nhìn nó giống như là chưa xài, chưa đổ xăng luôn bạn nè, ốc vàng khè nè bạn, ốc trắng tinh nè, mới ken các bạn, giật thử nè, dây nè, đó hơi nè bạn, như mới luôn mà, bình xăng nè, trắng tinh luôn. Ủa nó còn chấm bi luôn nè bạn nè, giống như xe mới bạn, nó chấm xanh nè. Rồi ủa nè, cái yên ba ga của nó nè bạn, còn ốc nè, thấy không bạn, thấy không, mới ken à. Rồi con này 800 nha, 800.000 thôi. Cần của nó đây bạn, cần thì mình thấy thẳng không có bị cong các bạn à, nòng 34 nha, đầu bò đủ luôn, đầu bò chén dao đủ luôn bạn đó. Rồi rồi các bạn, tiếp tục nha, mình qua lô. Lô này là hai cái đầu máy nha các bạn, hai đầu máy đây thì hai cái đầu máy này các bạn, nó như con kia luôn, hơi hám rất là ngon nha. Tum các bạn giờ đấu xịt thuốc là đúng bài luôn. Tum 260 nha các bạn, ốc cùng mới ken nè, hơi còn dữ lắm bạn. 26 nòng 34. Hai con này là lô số 3 nha các bạn, lô số 3 nè. 800.000 hai cái đầu này, 800.000 nha. Ốc cùng mới ken luôn bạn. Đầy đủ đồ nha, không có thiếu gì đâu bạn, thiếu nắp xăng thôi nè. Mai tụi nhỏ nó cho bạn nắp xăng cho, nắp đầy. Đây, giật thử cho. Giữ. Từ đó. Bạn nghe hơi nè. Từ một tay cầm điện thoại rồi đó, hơi còn dữ lắm nha. Nè nó có trợ lực hai lò xo các bạn. Rồi 800.000 lô số 3 nha, hai cái đầu liền lạc đủ đồ các bạn, liền lạc đủ đồ nha, liền rất là liền, hơi hám rất là ngon nha. Hai cái đầu ốc yếm còn mới ken à. Rồi bạn, 26 sơ sơ Nativo nha, nòng 34 ly, lô số 3 800 nha. Rồi bạn, cái đầu này đáng lý mình bán theo hai cái này luôn, nhưng mà cái đầu này nó tum liền bạn, nó cũng 23 thôi, 23 sơ sơ tum liền. Các bạn giờ lấy phụ tùng nha, các bạn cần cái gì thì lấy cái đó. Thì cái này nó còn y sơi nè, đó áo còn nè, bô còn, mắc áo bô, cái tum còn luôn nè bạn nè, chuông, cái chuông con còn luôn.
Cái này nếu mà tính tiền ra tính cái chuông con nè. Đó các bạn nhập mới cái chuông này không là 30 nè. Cái tum này 50 nè. Áo 50 nè. Bình xăng nhựa 50 nè các bạn, bình xăng con này 100 nè. Rồi ổ giật 100 nè. Rồi cái này 200 ngàn thôi các bạn, 200 ngàn thôi. Đó, rồi chưa tính cái nòng nữa các bạn, cái nòng con này tôi coi. Chỗ này nó bị gãy rồi nha các bạn, này, cổ xăng này. Đó, cái chỗ cổ xăng gãy rồi nha. Nè, nó bị bởi cái cổ xăng rồi. Sẵn rồi cái nòng, đu cái nòng trắng tinh các bạn nè, bê tông trắng tinh à. Thấy luôn bạn, nhìn thấy luôn nè. Rồi cái này 200 ngàn thôi các bạn. 200 ngàn nha, cái đầu Nativo nha các bạn chụp màn hình lại chốt Zalo cho nó dở nha. Tiếp bạn, cái này là Makita nòng 34 ly các bạn à. Nè. Con này nó mới như mới luôn bạn nè, mình có tờ ghi giá dưới đây. 500 ngàn nha các bạn, 500 ngàn. Cái này 500 ngàn nha, Makita nòng 34 ly. Nè cái đầu này như mới luôn bạn. Đây mình giật dây giật cho bạn xem nè. Hơi nè. Đó. Hơi dữ lắm, dây giật trắng tinh nè, bạn thấy không? Nhưng mà nó chả khác gì mấy mới đâu bạn. Này nó 26 nữa mới gơ chứ nè. 264 luôn, nòng 34 ly nha. Chơi lê đỏ này bạn, quanh rồ lê đỏ nè. Có ốc đồng nè bạn, chơi xinh xinh á. Như mới ken luôn mà. Rồi con này là 500 ngàn nha, nó như mới luôn. Ổ giật thằng này nó trợ lực nhân bạn 2 tầng. Đời mới giờ là nó có 2 tầng là so bạn, giật nó nhẹ. Rồi. Tiếp bạn, một con nữa là con này là 700 ngàn nha các bạn, 700 ngàn. Con này trợ lực 26 bạn, 26 Maru này, Maru tại sao nó mắc tiền, nó là Maru 26 bạn. Lỗ này mình đang giao nếu mà cả còn luôn chịu 2 cây. Mà nó mất còn rồi nha các bạn, còn nó gãy rồi, bên Nhật tới giờ nó gãy còn mất còn. Này nó xài chuông 7 khí nha các bạn. Chuông 7 khí nè. Chế quanh rồ quanh bằng rống 2 kim nè. Đó, bạn thấy không? Chế quanh rống 2 kim 20. Con này 23 mà nó phải 26 đâu. Tụi em này 23 rồi các bạn à. Sửa giá lại nha, này 23 rồi, 23 chứ qua 26 nha. Nếu mà 23 chứ quanh rồi hay kim thì nó cũng tầm 900 hơn thôi. Thì mất cây cần 300 thì còn 600 ha. 600 thôi. Này tính 500 thôi các bạn à. Tính 500 thôi nha. Sửa giá lại đi em, con này tính 500 ghi vô sổ. Rồi. Thì con này 500 ngàn mất có buri nha các bạn. Này mất buri. Nó 23 chứ không 26 bạn à. Mất có buri rồi nha các bạn. Giật này có trợ lực nè. Đó bạn nghe hơi nè. Đó. Rồi. Trời quanh rồ 2 kim. Cho qua. Tiếp bạn. Một cái đầu của Echo 311 nha. Con đầu này là nhiêu đây? 450k các bạn. 450k nha. Thì cái thằng này đó, nó này hơi còn ngon bạn nè. Nè quay nè. Đó bạn nghe nè. Mất ổ giật nha các bạn. Ui trời, mình có một tay các bạn cầm khó quá, tại tay cầm điện thoại rồi, tay cầm máy rồi, lính thì nó đang đánh bóng chuyền lẽ kêu nó vô các bạn. Rồi cái này thì 450 nha các bạn, Echo 312, nó là 311 đó bạn. Bạn nào mà có 311 thì mua này giờ làm phụ tùng làm sát không à, gắn ổ giật vô là nổ luôn bạn, không cần làm phụ tùng cũng được nè, gắn ổ giật vô là nổ luôn. 311 nòng kiến nha các bạn, nòng thằng này nó nói chung là trong các giới Echo thằng này nó trâu nhất các bạn, trâu kinh khủng lắm. Nên là loại này anh em mà bán cho dân thì thôi, mất khách luôn bạn. Nó bền quá các bạn, mất khách luôn. Rồi. Tiếp bạn, một con Echo 2 cái gì đây, 341 bạn, 341 nha. Loại này mình đang giao 1.7 triệu cây lượng các bạn à. Mà cái này nó giờ nó thiếu đồ quá nên mình bán cái đầu không thôi nha. Thì cái đầu này giá của nó là 600 ngàn các bạn. Này cái đầu không thôi 600 ngàn. Nè bê tông của nó này trắng tinh nè bạn. Nhưng mà cái này nó nè các bạn để ý chỗ này nha, mình quay nè. Quay được vậy thôi bạn chứ không có qua hết được nha. Nè nó pin giống như bị cứng bạn, nhưng mà nó cũng không có cứng nè. Mình quay về được nè bạn. Kiểu như nó rít mà hàng bãi để lâu quá nó rít sau á. Quay được rồi bạn. Đây này xịt R17 vô quay mấy vòng nữa là nó ra bạn. Nhưng mà mình không xịt nha. Đó. Giờ các bạn làm nha, tháo ra làm. Ốc thì mình thấy chưa có bị rỉ sét gì đâu bạn. Cái loại này tháo vẫn được nha. Rồi 600 ngàn các bạn. Rồi cái này cứng các bạn. Cái này thì cái đầu này 100 ngàn thôi. Giờ cho anh em giờ lấy y sơi lấy gì lấy nha. Cái này nó là Echo 303 các bạn. 100 ngàn thôi. Thì cái cục này không là 50 ngàn nữa các bạn. Dưới cái cục này không là 50 ngàn nữa là 100 nữa nè. Chưa đâu nha. Bình xăng con này nữa nè các bạn. Đó. Rồi ổ giật nè.
Bạn nào đang có con giống nhẹ bạn thì các bạn lấy giờ làm phụ tùng. Rồi 100.000 thôi nha. Tiếp bạn, cái đầu này thì hơi dữ lắm bạn. Cái đầu này 300 này đủ đồ. Đầu này nó liền lắm bạn nè. Đó, tâm đồ còn luôn bạn. Ốc rồi vàng khè nè, tâm đồ còn luôn. 300.000 thằng này nó là Echo gì đây? Echo 351 vàng này, nó ghi là 351. 300.000 nha. Hơi thì khỏi nói là cái thằng này nòng kiến hoàng hơi kinh lắm nè, giật thử cho. Này mình chưa mấy đứa chiều giờ không biết nó giật hơi cho, giật thử nè. Bây giờ. Được ạ. Hơi nữa, đó bạn nghe nè. Đó, kinh không? Trời ơi, hơi nó kinh khủng lắm bạn. Nòng dài nữa chứ, nòng dài thà bá luôn nè bạn. Có 300.000 mà. Rồi, tiếp nha. Một cái combo 350 các bạn. Cái này là GS Caser nha, nè. Nè bạn. Con này móc dây giật rồi bạn, mà mình lăn cái chỗ này lăn được này hơi mình thấy hơi còn lăn nó còn nặng hơi này, đó. Này GS Caser có đời các bạn, nè. Hai Caser nha, có cuộc đời. 350 các bạn. Nè nó còn binh nữa nè, nguyên combo binh nữa nè. Đó, 350 nha. Rồi GS Caser có đời. Chới quanh rồ ra ngang nha các bạn, nè. Nhưng mà chơi bộ chế của thằng này là GS Caser này là nó đời nó hơi thấp nha. Nó là chế nhựa các bạn, đó nè. Giờ các bạn thay chế Trung Quốc vô là trùng luôn. Rồi 350 mà. Rồi bạn tiếp tục mình vô lô này các bạn mà thấy mà ưng là chốt liền nha. Tại cái hàng này mình bán từ xưa giờ là rất là chạy luôn. Komatsu 315 305 bạn, nòng 38 ly. Tâm thằng này nó đang dùng là tâm 260 nha các bạn. Tâm của nó là tâm 260 đấu xịt thuốc rồi được luôn các bạn. Với lại thằng này nó gì ta? Ổ giật nó là ổ giật trợ lực nha các bạn, trợ lực. Có một con móc ổ giật mẹ rồi các bạn đây. Nè các bạn. Thì cái này thì để giao cho thư ký bạn, mai mà tụi nhỏ nó tìm được ổ giật các bạn thì nó sẽ không trừ tiền nha, còn nếu mà không tìm ổ giật nữa là mình trừ cho các bạn 200. Giờ các bạn mua ổ giật bỏ vô nha. Rồi. Lô này là lô số 4 nha các bạn, 4 triệu nè. À đây đây nó trừ luôn rồi nè các bạn. Là 4 triệu trừ ổ giật 200 nè các bạn, là còn 3.8 triệu nha, lô số 4. Rồi thì cần của nó là mình thấy thẳng nè, đầu bò đủ bạn, đó. Cần thẳng đầu bò đủ. Komatsu nòng 38 ly nha các bạn, nó nòng 38 ly á. Rồi. Lô số 4 nha. Lô số 5 bạn, lô này thì sát nè, này nó là Maru 26 bạn. Maru 26 nè. Đó, các bạn giờ lấy nòng, lấy đồ, lấy phụ tùng nha. Lấy gì lấy thì hai con này là có 1.2 triệu thôi các bạn. Maru 26 á, cặp này luôn, nó mất áo nha các bạn. Mất áo. Mất áo này, nó còn chỉ là mất áo thôi. Cần đầu bò đồ còn hết nha. Đây các bạn. Cần đầu bò nó nè. Đầu bò còn nè, đó bạn thấy không? Cần. À cần thì có một con nó bị mớp chỗ này các bạn. Đó, mớp chỗ đó nha. Rồi lô này là 1.2 triệu bán sát nha các bạn, hai con. Lô số 5 nha, 1.2 triệu Maru 26. Tiếp bạn lô số 6 các bạn. Lô này là có một cây cứng nè, cây này thường mấy cây có đời nó hay bị cứng lắm bạn, nó kẹt nhông đời thôi chứ không phải mấy nó cứng đâu, ít khi mà đa số là vậy luôn bạn, mấy con có đời đó, nó hay bị kẹt nhông đời lắm, nó cứng nè. Thì bên mình trừ 300.000 nha. Echo 260 nòng 34 ly tâm rời. Dòng này mắc tiền lắm mà, dòng này anh em hỏi ghê lắm mà, mình đại lý mình bao mấy cần rồi nè. Lô số 6 nha các bạn, lô này là hai con 260 đời nè, 2 triệu nè, trừ 300 cứng nè bạn, còn 1.7 triệu nha, lô số 6. Đó. 260 nha, nòng 34 ly. 260 thì nó có bán nòng mới nha bạn, nòng nó nhiều lắm, nòng mới rẻ lắm. Đầu bò đây các bạn, đó, cần thẳng đầu bò đủ nha. Cao su đủ, lô số 6 bạn. Tiếp bạn lô số 7 nha. Ở cái này Echo 260 nữa nè bạn, đây. Echo 260 nha. Nè bạn. Thì hai con này là 2.2 triệu nha các bạn, lô này lô số 7 nha, Echo 260. 2.2 triệu, hai con này nó có trợ lực này bạn nè. Giật thử con này coi. Đó bạn nghe. Trợ lực nha các bạn. Rồi. Lô này là lô số 7 nha các bạn, áo yếm không bể vỡ nha. Ổ giật trợ lực 260 nòng 34 ly nha các bạn. 260. Lô này lô số 7 2.2 triệu nha. Không có đời nha, 260 không có đời. Dây cao su nó đủ nha, cần thẳng nè các bạn, không có cong nha các bạn, độ bò đủ nè. Đó. Tiếp bạn lô số 8 mà, lô này là 2.6 triệu nha các bạn. Echo 315 nòng 36 ly nha, có đời.
này nó có đời nha các bạn. Này binh nó nằm đây, đây các bạn, đây nó tháo ra này, binh nó nằm đây nha. Đó, này nó rớt cái chốt ra này các bạn, này nó mất chốt rồi các bạn, một bên mất chốt rồi. Giờ các bạn phải lấy cái inox nào các bạn uống các bạn bỏ vô nha, mất chốt bên nòng 36 ly thì cho 3-1 năm có đời nha các bạn. Đây có đời mặt tiền nữa đây, đây mặt tiền nữa đây các bạn, đó có đời nha, thì cho 3-1 năm lô số 8 nha, 2,6 triệu hai con nha các bạn. Cần nó đây các bạn, đó cần thẳng nè, đồ bò đủ nha, đó đồ bò nữa nè các bạn, đủ rồi. Lô số 8 bạn, lô số 9 nha các bạn, Echo 343 nha các bạn, con này là Echo 341. Lô này thì coi áo yếm nó là coi thường mấy này hay bởi áo bô lắm mà áo không bởi nha. Con này áo không bởi nè bạn, con này áo đẹp nè, con này rửa ra nó còn đẹp nữa bạn. Này dòng này thì nồng nó 37 ly nha các bạn, Echo 341 343, nồng 37 ly, lô số 9 nè. Lô này là 3,4 triệu nha các bạn, hai con 3,4 triệu nha. Thằng này hiếm lắm bạn, lâu lâu mình dời 1000 con chắc được 1 con 2 con. Lô số 9 nha các bạn, 3,4 triệu hai con. Đây. Cần nó đây các bạn, cần thẳng đầu bò đủ các bạn, đó. Đầu bò nó này. Cần thẳng này. Lô số 9 bạn. Rồi, qua lô số 10 nha. Lô này là con Matsu Geno nè các bạn, là 1 2 nè. 3 4 con nè. Rồi lại 4 con là Ribi nha, 1 2 3 4 con Ribi. Là 4 con Matsu Geno. Lô số 10 này là 6,4 triệu 8 con tổng cộng nha các bạn. Tất cả là 26 hết, tum rời. Đây bạn, tum rời hết nha. Tum này là tum 260 hết nha các bạn. Đó, tum 260. Ribi. Dòng này trong lót máy của nó bạn có dập ký hiệu của Huana luôn các bạn, dòng này nè. Rồi. Cần của nó đây các bạn, cần thì mình thấy thẳng nó luôn nha, không có bị cong mà. Đầu bò đủ nha. Đó, đầu bò đủ, cần thẳng. Cao su đủ luôn nha. Áo yếm không bởi vỡ liền loạt nha các bạn. Khung ba lô rồi đủ hết, nói chung là liền rất là liền luôn. Lô này rất liền luôn nha. Đủ hết nha các bạn. Trợ lực thì mình thấy con này nó có trợ lực nè. Này trợ lực nè các bạn, đó trợ lực. Này trợ lực luôn nè các bạn. Trợ lực luôn. Thằng này mấy con này là trợ lực 2 tầng hết bạn. Đó, trợ lực 2 tầng hết. Không con nào cứng nha. Lô này bên mình đã giật thử rồi, không con nào cứng nha các bạn. Cứng là mình trừ tiền. Lô này là 6,4 triệu nha, lô số 10. Lô số 11 các bạn. Đây, tơi đơi 33 nha các bạn nè. Ốc của nó nè, mới ken à. Nòng 37 ly nha, tơi đơi 33 hai con. Áo yếm không bởi vỡ rất là liền luôn nha các bạn. Nè, mới lắp. Bình xăng đồ không bởi vỡ nha, áo yếm liền lạc. Lô này là 1,8 triệu nha các bạn. Hai con tơi đơi 33. Cần của nó cao su nó đây các bạn, cần thẳng nè, đầu bò đủ các bạn. Đầu bò đủ luôn, chén dao đủ luôn nha. Đó. Lô 11 bạn. Tiếp bạn lô 12 nha. Lô 12 này là 2,4 triệu 4 con Echo 240 bạn. Nòng 34 ly nha. Lô này là 2,4 triệu các bạn, 4 con, nòng 32 ly. Echo 240 bạn, 1 này, 2 này. Đây bạn, 240 này. Con này có đời các bạn, con này nó có cuộc đời nha. Con này là 241 nha các bạn, đó. Này con này nó có cuộc đời nè. Thì áo bô con này mình có bạn, mai mình cho áo bô khác nha, áo bô mới luôn. Cái bô này là còn trắng tinh nè bạn, thấy không? Đó, nó bởi ra mà thấy áo bô đẹp, bô trắng tinh. Rồi, lô này thì áo bô bởi thì mai mình cho áo bô khác nha. Lô này 2,4 triệu, 4 con. Cần cao su của nó là đủ nè bạn, cần thẳng nè. Cần màu tím đẹp lắm, đầu bò đủ bạn. Rồi, lô 12 nha. Tiếp bạn lô 13 các bạn à. Lô này đẹp giả mang luôn bạn. Mình nhìn là 253 thì hầu như nó xấu lắm bạn. Nhưng mà lô này sau nó đẹp dữ không biết. Lô này là 2,8 triệu nha, 4 con Echo 253 có đời. Đây bạn ốc nè. Nhìn ốc của nó này bạn, mới ken luôn mà. Ốc vàng khè mới ken luôn. Rồi, thì cái này nó là Echo 253 có đời nha các bạn. Lô 13 này là 2,8 triệu. 4 con 2,8 triệu nha. 253 có đời nha. Đó, mấy bạn thích mấy đời. Đây. Thường mấy con có đời hơi nó đã lắm bạn. Mấy con có đời không hiểu sao hơi nó nghe đã lắm. Đó, dây giật này bạn, nó trắng tinh à. Đó. Mấy con có đời hình như bên Nhật nó xài ít sao á. Nè, dây nè. Trời. Lô này là 2,8 triệu nha, lô 13.
Thì cao su của nó đây bạn, cao su ống cần đồ thẳng đầy đủ. Đồ bò ở đây có con công cần này bạn nè. Cần này thì không lo bạn, cần này mai tụi nhỏ nó cho các bạn bộ cần khác nha. Rồi, đồ bò đủ nha. Tiếp tục bạn, lô 14 bạn Maru 2630. Thì các bạn để ý nha, có một con này là 30 nè. Nòng 37 ly nha, con này nòng 37 ly nè, nó 30 sơ sơ các bạn. Nè. 303 các bạn, đó, 303. Mà con này hay nữa bạn, có cục đời nữa nè. Này bạn, cục đời nằm ngay đây nè, đó. Nè, này mới keng bạn, nè, đó. Ốc mới keng à. Này nòng 37 ly nè các bạn. Rồi. Con này là 26 nè các bạn, nòng 34 nè. 26 30 nè, nhìn coi. Đúng rồi, 26 bà, nó 26 á. Nòng 34. Vàng khe nè, tem vàng nè các bạn, thấy không? Con này là hai mấy đây? Con này 26 nha các bạn, nòng 34. Đó. Cái này mai mình cho khung nha. Con này 24 nha các bạn, nè. 24 mà nòng nó 33 ly thôi. 24 nè, đó. Đẹp lắm bạn. Thường mấy con 24 này nó hay xài chế quanh rồ hay kim lắm nè các bạn, thấy không? Đó. Chế quanh rồ hay kim luôn nè. Rồi lô này là 3,8 triệu nha các bạn. Lô này là 4 con Maru 26, 30, 24 bạn, 3,8 triệu nha. Thì đáng lý là cái con 24 đó mình bớt tiền các bạn, nhưng mà do có con 30 này nó gánh lại. Đó, con 30 nó gánh lại nha. Lô này 4 con, mai mình cho cái bộ khung ba lô nha các bạn. Thì cái cao su của nó là đầy đủ nha. Đầu bò, ống cần đầy đủ, không có thiếu gì nha các bạn. Đủ đồ áo yếm không bể vỡ nha. Liên lạc đầu bò đầy đủ các bạn. Đây, đầu bò của nó đây. Cần thẳng nha. Đó, cao su đủ, áo yếm là không có bể vỡ gì hết nha. Liên lạc đủ đồ. Chỉ có thiếu một cái khung ba lô thì mai giải quyết sau, mai mình cho bạn. Rồi, tiếp tục bạn. Hai con 253 nha các bạn. 253 không có đời. Đây, hai con. Thì có một con là bình xăng dưới nè các bạn, nè, bình xăng dưới nha. Con này là bình xăng trên nha các bạn. Đó, bình xăng trên là nó có ở trên khung, nó có cái bình xăng này. Rồi, lô này là 1,2 triệu các bạn à. Lô số 15 là cuối cùng hôm nay. 1,2 triệu nha các bạn, ổ giật đầy đủ nè. Nè, bô của nó nè các bạn. Nè, bởi áo bô luôn rồi. Nè. Ổ giật đầy đủ nha. Đó. Rồi, lô này là lô số 15 bạn à, 1,2 triệu nha. Ống cao su của nó nè, cần thẳng bạn, đủ luôn. Cần thẳng này, đủ. Đồ bò đủ bạn. Rồi hết rồi bà. Rồi các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký đầu chúng mình 0344862079, có Zalo để chốt đơn nha. Các bạn đừng có chốt đơn trên bình luận nữa nha các bạn. Các bạn để các bạn chốt trên bình luận là bên mình không có biết đâu bạn. Nhiều khi mình không có kiểm tra, không có vô để kia vô bình luận để kiểm tra các bạn. Nhiều khi không có để ý á. Là với lại các bạn chốt cũng không biết các bạn là ai, tên gì, ở đâu, số điện thoại bao nhiêu để mà gửi hàng cho các bạn luôn. Cho nên là các bạn chốt đơn là phải nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi, hoặc là các bạn gọi bằng số điện thoại nha. Còn Zalo thì các bạn đừng có gọi video nha các bạn. Thư ký đầu nó bảo là nhiều khi nó đang thay đồ hay là nó đang đi tắm gì, các bạn gọi video nó không nghe được. Các bạn phải là gọi bằng gọi thoại. Các bạn lưu ý giúp mình là gọi bình thường nha các bạn, tức là bấm vô cái nút gọi bình thường á, đừng có gọi video. Gọi video lỡ nó đang đi tắm hay đi làm gì đó rồi các bạn gọi sao mà nghe được nó vậy các bạn. Riêng tư á, gọi là người ta gọi là riêng tư á. Rồi. Thôi xin chào tạm biệt các bạn, chúc anh em mạnh khỏe nha. Xin cảm ơn và rất là nhiều anh em đã ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nay mình cũng sạch nhà luôn rồi. Thì không biết mai mốt gì hàng nó có đổ không thì mình báo cho các bạn biết nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.